Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút của bản tin hôm nay. Bộ Công Thương vừa họp giao ban lần thứ 3 về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Nhiều địa phương xin lùi thời hạn bàn giao mặt bằng thi công hành lang tuyến từ 5 đến 10 ngày so với kế hoạch. Giải phóng mặt bằng đang là thách thức lớn trong bối cảnh chỉ còn 90 ngày nữa là đến thời hạn hoàn thành dự án theo yêu cầu của Thủ tướng. Báo cáo tiến độ thi công toàn tuyến đến thời điểm này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết chỉ còn ít ngày nữa là đến thời hạn bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công toàn tuyến, nhưng vẫn còn 57% vị trí hành lang tuyến chưa được bàn giao. Các tỉnh còn số vị trí chưa bàn giao hành lang tuyến nhiều gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Tại buổi giao ban, bên cạnh một số tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định cam kết bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đúng kế hoạch trước ngày 31 tháng 3, thì cũng có nhiều địa phương đề nghị lùi thời hạn bàn giao khoảng néo sang từ mùng 5 đến 12 tháng 4. Bên cạnh yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, Bộ trưởng cũng yêu cầu EVN trong tháng 3 phải xong khung chính sách bồi thường, đảm bảo quyền lợi cho người dân nhường đất cho dự án. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã phát động nhiều hoạt động với chủ đề tuổi trẻ Hưng Yên tiên phong chuyển đổi số. Các hoạt động của đoàn không ngừng sáng tạo, đưa chuyển đổi số vào trong mọi lĩnh vực như Đoàn Thanh niên Điện lực Hưng Yên, về hệ thống thông tin quản lý khách hàng, hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa, hệ thống kiểm tra giám sát mua bán điện trong lĩnh vực kinh doanh, hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Đoàn Thanh niên trường Trung học phổ thông Đức Hợp, trường đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để trang bị nâng cấp các thiết bị thông minh, đường truyền mạng tốc độ cao, lắp đặt hệ thống camera giám sát. Dự án nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu sông Tân Hưng nối với DT378 đi qua thôn Đức An, xã Đức Hợp, huyện Kim Động được triển khai từ đầu năm 2023. Mặt đường đã được mở rộng từ năm 2018, dự án đến nay vẫn ngổn ngang các hạng mục, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân. Năm 2018, xã Đức Hợp đầu tư trên 8,3 tỷ đồng để mở rộng mặt đường đoạn trường Trung học phổ thông Đức Hợp đến cầu sông Tân Hưng với chiều dài khoảng 1,5 km. Đến năm 2022, xã tiếp tục nâng cấp cải tạo toàn tuyến từ cầu sông Tân Hưng đến DT378 với chiều dài 2,1 km, kinh phí trên 21 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 3 năm 2023, hiện mới hoàn thành lắp đặt rãnh cống thoát nước, xây tường chắn đá học hai bên, việc đầu tư giàn trải, thời gian thi công kéo dài khiến cho tuyến đường trở nên nhếch nhác, vật liệu ngổn ngang, hàng trăm ổ gà, ổ voi dọc tuyến và các hạng mục chênh lệch về độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong các ngày 21, 22 và 25 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm 6 bị cáo, nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho tài sản nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên năm 2015. Với các nhiệm vụ được phân công, bị cáo Nguyễn Thị Lệ làm thủ quỹ, Trịnh Anh Thuân làm nhân viên kiểm ngân, Nguyễn Văn Quê giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên từ năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Vũ Viết Thu, phó giám đốc phụ trách phòng tiền tệ kho quỹ từ mùng 1 tháng 3 năm 2010 đến ngày 31 tháng 3 năm 2010 và từ ngày 3 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Vũ Thị Lộc, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên, phụ trách phòng tiền tệ kho quỹ từ ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 2 tháng 1 năm 2012 và từ ngày 14 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Đặng Thị Hằng, trưởng phòng tiền tệ kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên. Tòa tuyên phạt bị cáo Lệ 5 năm 6 tháng tù, Thuân 2 năm cải tạo không giam giữ. 4 bị cáo Quê, Lộc, Thu và Hằng tuyên phạt từ 9 tháng đến 1 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm 9 bị cáo, nguyên lãnh đạo công chức xã Dị Sử, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, về 3 tội danh: lạm quyền trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2019, để có nguồn kinh phí cải tạo, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Ban chấp hành Đảng bộ xã Dị Sử qua các thời kỳ gồm các bị cáo Nguyễn Quang Phục, nguyên Bí thư Đảng ủy phường, Vũ Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường,
Nguyễn Kim Dương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Đỗ Chi Hào và Vũ Duy Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Đặng Đình Tâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vũ Thị Dung, Đỗ Chí Thanh, Hồ Thị Thanh Nhàn đều là nguyên công chức tài chính thủ quỹ. Địa chính xã tiến hành họp thống nhất và ban hành nhiều nghị quyết phối hợp với cấp ủy chính quyền các thôn bán đất trái thẩm quyền hơn 72.000 m2 đất ao thùng vũng gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên 7 bị cáo Phục, Ngọc, Dương, Hào, Bình Dung, Nhàn bị phạt tù từ 2 năm 3 tháng tù đến 4 năm 9 tháng tù. Bị cáo Tâm, Ngọc phạt 2 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Chuyển sang các tin tức khác, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc đảm bảo duy trì lực lượng vận tải hàng không sau khi một số hãng hàng không Việt Nam tái cơ cấu, trả máy bay, cắt giảm khai thác một số đường bay. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải hàng không sau khi một số hãng hàng không Việt Nam tái cơ cấu, trả máy bay, cắt giảm khai thác một số đường bay. Cụ thể, yêu cầu các hãng hàng không nội địa khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác bổ sung máy bay nhằm duy trì năng lực vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè 2024, cũng như khắc phục hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến. Cục Hàng không sẽ hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không tăng năng lực khai thác và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Theo văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 sẽ chính thức đăng ký dự thi từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5 theo hình thức trực tuyến. Trong khoảng thời gian này, các thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi trực tiếp tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Các trường phổ thông cấp tài khoản, mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi trực tuyến. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân do cơ quan công an cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Liên quan đến ca tử vong do mắc cúm H5N1, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc mới, sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên gia cầm, tăng cường tuyên truyền pháp luật phòng lây nhiễm cúm gia cầm lan sang người, đặc biệt tại khu vực gia cầm chết và những vùng có nguy cơ cao, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện đáp ứng cho địa phương phát triển các biện pháp xử lý ổ dịch. Xin được chuyển sang tin quốc tế, các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu EU đã mở cuộc điều tra về việc liệu các công ty công nghệ Apple, Google và Meta có vi phạm quy định trong đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU hay không. Đây là cuộc điều tra đầu tiên được triển khai theo DMA, vốn có hiệu lực từ đầu tháng 3, nhằm ngăn chặn những gã khổng lồ công nghệ kiểm soát thị trường kỹ thuật số. Trong một thông cáo, Ủy ban châu Âu EC cho biết, cuộc điều tra nhằm đánh giá liệu Google và Apple có tuân thủ các quy định của đạo luật yêu cầu các công ty công nghệ cho phép nhà phát triển ứng dụng hướng người dùng đến các phần mềm hoặc ứng dụng có sẵn bên ngoài các nền tảng công dụng của họ hay không. EC quan ngại hai công ty trên đang áp đặt những hạn chế và giới hạn khác nhau, bao gồm cả việc tính phí nhằm ngăn cản các ứng dụng xuất hiện trong danh mục các ứng dụng không phải trả tiền. Cơ quan này cũng đang xem xét liệu tùy chọn trả tiền hoặc đồng ý của Meta để người dùng trả phí hàng tháng cho các phiên bản Facebook và Instagram không có quảng cáo vi phạm việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng hay không. Ngày 25 tháng 3, nhà sản xuất dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản cho biết có 26 người ở nước này nhập viện được cho liên quan đến các thực phẩm chức năng mà công ty này đã thu hồi do lo ngại vấn đề về thận. Trong thông báo được đưa ra ngày 25 tháng 3, Kobayashi nêu rõ công ty đã biết về 26 trường hợp nhập viện nói trên, song chưa đưa ra kết luận về khả năng có sự liên quan giữa các sản phẩm của công ty và các vấn đề về thận đối với người dùng. Các thực phẩm chức năng nói trên có thành phần là một loại gạo lên men được gọi là Benikoji, có tác dụng giảm cholesterol xấu. Công ty Kobayashi được cho là đã cung cấp loại gạo này cho khoảng 50 công ty khác nhau trên toàn thế giới. Đại diện công ty cho biết, sau khi phân tích đã phát hiện khả năng nguyên liệu thô được dùng làm Benikoji có chứa thành phần mà công ty không có ý định đưa vào sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.